Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay mùng 6 Tết nha quý vị. Em Quyền có giao lưu một số mai đế đẹp, xù, gián quái quý vị ơi. Giá hữu nghị quý vị. Địa chỉ ở góc Hòa Thới, Sau Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại em Quyền ghi màn hình nha quý vị. Quý vị thấy video hay nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bè cùng xem. Năm mới chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành công công việc. Đó. Rồi không mất thời gian của anh em, mình tiến hành vô gặp anh Quyền vô chi tiết anh em ơi. Đây, lô số 1 anh em ơi. Chiều cao là 32. Chiều cao 32. Cái này là 13. Cái đẹp anh em ơi. Quần lớn là 10. Củ nở, đế đẹp. Cái này quần 6. Đó, 6 có hơn nha anh em. Cây nó quái anh em ơi. Đó, nhỏ mà đẹp anh em ơi, mini bonsai đó bạn. Thú luôn nha anh em. Rồi số 1 Zalo nhiêu cân? Dạ, lô số 1 Zalo giá 500 ngàn, 3 rồi, cây. Rồi, 500. 3 cây bao ship toàn quốc. Rồi, 9 cây. Lô số 2. Lô số 2, 3 cây luôn em ơi. Đó, cây quái nha nè. Cao là 36. Chiều cao 36. 36 luôn. Đó, nó đều nhau anh em ơi. Quần là 10 có hơn người 11. Ừ. Cái này quần 8 có hơn. 8 có hơn nhiều cái gì? Đó, quái cây quái cái gì ơi. Đó. Cây rất đẹp cái gì? Rồi giao lưu giá nhiêu cân? Lô số 2 cũng 500 ngàn luôn. Rồi 3 cây 500 cái gì? Chuyển cây. Lô số 3. Rồi lô số 3 cái gì ơi? Đây lô số 3. Cao là 39. Cao 39. Cao là 29. Quần là 10. Quần 10 cái gì? Cây này cũ nở hay cây này cũ nở cái gì? Quần là 9. 9 cái gì ơi? Đó cây quái nha quý vị. Giao lưu nhiêu cân? Ba cây này em cũng giao lưu giá 500 luôn. Rồi giá 500, mã số 3 quý vị ơi. Lô số 3 nha. Rồi chuyển cây. Lô số 4. Đây lô số 4 quý vị. Ba cây này giống nhau. Cao là chiều bay. Chiều bay là 34. 28. Quần là 8. 8 quý vị. 10. Quần 10. Cũng nở để đẹp nha quý vị. Cây này 10 luôn. 10 luôn quý vị, 10 luôn quý vị. Rồi, lô này nhiêu cưng? Lô số 3 này cũng 500 ngàn. Số 4, số 4. Lô số 4 này 500 luôn. Số 4 500 nha quý vị, hết lô nha quý vị. Rồi, cái tiếp tục. Lẻ. Cái lẻ quý vị ơi. Cái số 1. Trời, cái này quái vậy. Chiều cao là 20. Chiều cao 20. Là tổng hoành nha, hoành là hơn là 10. 10 quý vị, cái này cái quái nha quý vị, nó coi như con thú vậy quý vị ơi. Đó, cúc gì có đống đầy đủ hết nha quý vị. Rồi, mà số 1 cho lô nhiêu cưng? Số 1 này em giao lưu giá 370. Rồi, giá 370 quý vị. Rất đẹp quý vị ơi. Rồi, chuyển cây. Mã số 2. Số 2 quý vị ơi. Chiều dài là 40. Chiều dài là 40 quý vị. Quần thân là 10 có hơn gần 11. Đó. Cây văn bài rất đẹp quý vị ơi. Đế đẹp luôn. Giao lưu giá nhiêu cân? Mã số 2 này em giao lưu giá 450. 450 ngàn quý vị ơi. Được cây văn bài mình chơi nha. Rất đẹp quý vị. Đế đẹp. Thân đẹp luôn quý vị ơi. Rồi, chuyển cây. Mã số 3. Đây, số 3 quý vị ơi. Chiều cao là 36. Chiều cao 36. Quần là 12. Cũ nở nha quý vị. Cũ là 21. Cũ 21. Đế quái. Cũ nở. Rồi giao lưu giá nhiêu cân? Mã số 3 này em giao lưu giá 370. Rồi 370 ngàn thôi quý vị. Được cây dán bang mình chơi nha. Mini bonsai để bạn. Rồi chuyển cây. Mã số 4. Đây số 4. Cao là 30. Chiều cao 30. Quần là 13 có hơn. Đó, rồi từng đó 13 có hơn nha quý vị. Có giò chịu đầy đủ hết nha quý vị. Để đẹp, cụ nở nha quý vị. Giá vô luôn nhiêu gần? Mã số 4 này em giao luôn giá 400. Rồi giá 400 luôn quý vị. Được cây dán siêu phong mình chơi nha. Rồi, chuyển cây. Mã số 5. Số 5 quý vị. Đây. Chiều dài là 42. Chiều cao chiều bay 42. Quần là 11. 11, đó, để nơm quái nha quý vị. Rồi giá giao lưu nhiêu cân? Mã số 5 này em giao lưu với 370. 370 ngàn hả quý vị? Cây dáng đẹp mình chơi luôn nha. Rồi chuyển cây. Mã số 6. Đây số 6. Chiều cao là 33. Cây bắn tược khỏe nha quý vị. Quần là 11. 11 có hơn quý vị. Đó. Đế đẹp nha quý vị. Giá giao lưu nhiêu cân? Mã số 6 này em giao lưu giá 320. 320 ngàn quý vị ơi. Được cây đẹp mình chơi nha. Rồi chuyển cây. Mã số 7. Đây hàng quái không quý vị? Tuyển chọn cao không? Là 31. Chiều cao 31. Quần là 10. Quần 10. Đây quý vị cô bồ đế nha quý vị. Quái nha. Giá giao lưu nhiêu cân? Mã số 7 này em giao lưu giá 300. Rồi giá 300 ngàn quý vị ơi. Chuyển cây. Mã số 8. Đây số 8. Chiều cao là 33. Chiều cao 33. Quần là 10. Quần 10 quý vị.
Đó quý vị coi củ quái nha quý vị. Nó rồi, giá Zalo nhiêu cân? Số 8 em Zalo giá 300. Rồi, giá 300 ngàn hả quý vị ơi. Được cây đẹp mình chơi luôn. Bao ship toàn quốc, chuyển cây. Mã số 9. Số 9 quý vị ơi. Cây trực lắc nha quý vị. Cao là 28. Cao 28. Quỳnh Hân là 9 có hơn. Đó, đế nôm. Đó. Giá Zalo nhiêu cân? Mã số 9 em Zalo giá 300. Rồi, giá 300 ngàn quý vị ơi. Cây đẹp nha quý vị. Rồi, chuyển cây. Mã số 10. Số 10. Chiều cao là 26. Chiều cao 26. Quanh 10 mà. Ủa, quanh là 10. 10 có hơn quý vị. Đó. Rồi, dán bài quý vị ơi. Giá nhiêu cân? Mã số 10 nè, em Zalo giá 300. Rồi, giá 300 ngàn quý vị ơi. Chuyển cây. Mã 11. Đây, 11 quý vị ơi. Chiều cao là 32. Chiều cao 32. Quanh 11. Quanh 11. Củ nở đế quái nha quý vị. Đó. Giá Zalo nhiêu cân? 11 nè, em Zalo giá 370. 370 ngàn quý vị ơi. Được cây mai đẹp mình chơi luôn. Rồi, chuyển cây. Mã 12. 12 quý vị ơi. Cao là 26. Chiều cao 26. Quanh 11. Quanh 11 quý vị. Cây này nó quái nha quý vị. Đó. Giá Zalo nhiêu cân? Mã 12 nè, em Zalo giá 300. Rồi, giá 300 quý vị ơi. Thủ nghị quý vị ơi. Rồi, chuyển cây. Mã 13. 13. Cao là 28. Chiều cao 28. Quanh là 10. Thành 10. Đó quý vị. Cây dáng quái nha quý vị. Củ nở để đẹp. Zalo nhớ nhiêu cân? 13 nè, em Zalo giá 330 ngàn. Rồi, giá 330 ngàn hả quý vị ơi. Rồi, chuyển cây. Mã 14. 14 quý vị ơi. Đây, cây này quái nha quý vị. Cao là 22. Cao 22. Quanh là 10. Thành 10. Đó quý vị. Cây này quái nha. Rồi, giá Zalo nhiêu cân? 14 nè, em Zalo giá 370. 370 ngàn quý vị ơi. Rồi, chuyển cây. Mã 15. Mã 15. Chiều cao là 30. Chiều cao 30. Quanh là 9. Quanh là 9 quý vị ơi. Quý vị coi cái bộ đế nè. Bộ đế bằng cái thân luôn nha. Đế rất đẹp quý vị ơi. Nhanh tay chốt cái này quý vị ơi. Giá Zalo nhiêu cân? 15 nè, em Zalo giá 480. 400 ngàn quý vị. À, tại nó lem quý vị. Không sao. 400 ngàn. Chuyển cây. Mã 16. 16 quý vị ơi. Cây 16 này cũng đẹp. Cao là 22. Cao 22. Quanh là 10. Đó. À, quý vị coi củ như củ mì luôn nha quý vị. Rồi, giá Zalo nhiêu cân? 16 này em Zalo giá 370. 370 ngàn hả quý vị ơi. Được cây đẹp mình chơi luôn. Rồi, chuyển cây. Mã 17. 17. Cây này dài dữ á. Cốt cành đóng tứ diện luôn. Cao 39. Cao 39. Quanh 14. 14. Đó quý vị coi cây rất dài nha quý vị. Giá nhiêu cân? 17 em Zalo giá 400. Rồi, giá 400 ngàn quý vị ơi. Đó, tay cành đều. Cây này rất dài nha quý vị. Chuyển cây. Mã 18. Đây, 18. Cây này dữ á. Cao là 34. Cao 34. Quanh là 11 có hơn. 1 có hơn. Cũ luôn cơ. Cũ là 20. Đó, cây rất quái quý vị ơi. Đó thì quý vị về mình dạng khu đất ra mình trồng nha quý vị. Đó. Cam kết rễ 2 tiếng đồng hồ. Rồi, giá Zalo nhiêu cân? 18 em Zalo giá 500. Rồi, giá 500 ngàn được cây đẹp luôn quý vị ơi. Chuyển cây. Mã 19. Đây, cây này già dữ á. Cao là 28. Cao 28. Quanh ngay đây là 15. 15 là quý vị. Để đều bốn mặt luôn quý vị ơi. Củ nở. Củ tròn như trái banh luôn quý vị. Giá nhiêu cân? 19 em Zalo giá 300. Ủa lộn, 430. 430 ngàn quý vị ơi. Cây này rất già quý vị. Chuyển cây. Mã 20. 20. Đây, cây mà xù nha quý vị. Cao là 36. Cao 36. Quanh là 13 có hơn, gần 14. Quanh 14 nha quý vị. Đế đẹp quý vị. Đế quái quý vị ơi. Đây, xù nha quý vị. Lục cục luôn. Dài ra trên luôn. Trên đây nó có cái mặt cắt này, xưa là xử lý keo rồi nha quý vị. Không sao nha quý vị. Bao quý vị nha. Đó quý vị thấy cây quý vị. Cái mai xù có giá trị nha quý vị. Zalo giá nhiêu cân? 20 nè, em Zalo giá 900. Giá không nghị quý vị, 900 ngàn được cái mai xù mình chơi nha. Rồi, chuyển cây. 21. 21. Đây. Cao là 40. Chiều cao 40. Quanh là 14. 14 có hơn quý vị, đế đẹp nha quý vị. Mai xù. Đó, quý vị coi cái đường xù nha quý vị. Đó. Zalo giá nhiêu cân? 21 nè, em Zalo giá 800. Rồi, giá 800 ngàn quý vị. Rồi, chuyển cây. 22. 22. Đây, cây mai xù nó quý vị. Cao là 46. Cao 46. Quanh ngay đây là 19. 19 nha quý vị. Đó, quý vị thấy cái đường xù nha quý vị. Đấy, đẹp luôn. À, đây này có mặt cắt hồi xưa mà xử lý rồi nha quý vị. Không sao. Không sao nha quý vị. Đây là mấy điểm xù nữa nha quý vị.
Giá nhiêu cân? 22 nè, em giao lưu giá 1.200.000. 1.200.000, bao ship toàn quốc. Rồi, chuyển cây. Mã 23. 23 quý vị ơi. Cao là 24. Chiều cao 24. Hoành là 15. 15, có hơn. Đó. Coi nước xù nha quý vị. Giao lưu giá nhiêu cân? 23 nè, em giao lưu 450.000. 450.000 được cái mai xù luôn nha quý vị. Rồi, chuyển cây. 24. 24. Đây, cây này đẹp à. Cao là 53. Chiều cao 53. Quỳnh là 16. Củ nở nha quý vị. Củ là 23. Quá trời, củ vô để đặt luôn nha quý vị. Ồ, rất đẹp quý vị ơi. Giá nhiêu cân? 24 em giao lưu giá 650. Rồi, giá 650 quý vị. Củ nở để đẹp. Cái trực lắc nha quý vị. Rồi, chuyển cây. Mã 25. 25. Đây. Cao là 36. Cao 36. Quỳnh là 15. 15. Quý vị coi cây nó xù nu nha quý vị. Cái chỗ vị trí đó có mặt cắt nha quý vị, mình xử lý rồi. Giá giao lưu nhiêu cân? 25 này em giao lưu giá 800. Giá 800 ngàn quý vị. Được cây mai xù mình chơi. Thì cái mai xù có mấy cái mặt cắt nhanh liền thẹo này nha quý vị. Rồi, chuyển cây. Mã 26. 26, đây cây này dữ à. Cao là 30. Chiều cao 30. Hoành là 18 có hơn. 18 có hơn quý vị. Đó, quý vị coi nó cái đường xù này xù da me nha quý vị. Ok, rất khỏe quý vị ơi. Giao lưu giá nhiêu cân? 26 thì em giao lưu giá 700. Rồi, giá 700 ngàn quý vị ơi. Rồi, chuyển cây. 27 là cây cuối clip. 27 cuối clip nha quý vị. Cây này đẳng cấp nha quý vị. Cao là 53. Chiều cao 53. Quỳnh là 12. 12, quý vị. Còn bồ đế nha quý vị. Nó sổ xuống nha quý vị. Rất đẹp. Tổng thể đây quý vị ơi. Giao lưu nhiêu cân? 27 em giao lưu giá 950. Rồi, 27 cuối clip giao lưu 950 nha quý vị. Rồi, 27 cuối clip đi quý vị. Để quý vị có nhu cầu mua mai vàng á, quý vị liên hệ số điện thoại của em quyền nha. Quý vị thấy quý vị dấu hay, quý vị nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bè con xem. Chào hẹp lại quý vị và bạn video tiếp theo.